Chào tất cả mọi người nha, mình là Bill Sagui đây. Thì ở trong trận đấu ngày hôm nay, hiện tại các form bài của mình đang có đó chính là Kim Long, Huyễn Long với lại là Hộ Phép nha. Vernazus và Volibee 2 star phải gọi là cực kỳ sớm luôn á. Và lúc đầu game mình cũng đang sở hữu được một con lô bạc đếp máu cũng khá là ngon luôn, đó chính là Tụ Điện nha mọi người. Tại vì tầm này ở ra 3 chấm rồi mà mình vẫn còn 90 máu luôn á. Chứ thường tầm trung bình đó nha, mình còn có 7 mấy hoặc là 6 mấy máu á nha mọi người. Úi dồi, cái gì đây? Gặp mình đầu hàng luôn kìa. Bất ngờ chưa ông già, thật sự cũng khá là bất ngờ đó mọi người ơi. Tại vì cái đội hình của mình cũng đâu gì mạnh lắm đâu, có mỗi con Volibee 2 sao chứ còn nhiều. Mà ông đó cũng chơi rất là bình thường mà. Gặp mình đầu hàng luôn. Ông đầu hàng mà mình bất ngờ luôn á nha mọi người ơi. Ok, giờ thử chờ xem cái lõi thứ hai là lõi gì nha. Lõi đầu tiên là lõi bạc rồi, mong cái lõi thứ hai sẽ là cái lõi kim cương. Thật sự là bữa giờ mình vẫn đang đi săn những cái ý tưởng của mọi người nè, đưa ra cho mình rất là nhiều luôn á, từ đồ ánh sáng, đồ dị hoặc là những cái ý tưởng đi săn lõi nha mọi người. Nói chung là cũng hơi khó một tí nhưng mà không sao, làm được làm được. Lõi 2, ô xây bài tự động mà, từ từ nha. Mình đang có sẵn Volibee 2 sao nha mọi người. Xây bài chắc chắn luôn là ra một cái vị tướng 4 vàng 2 sao nào đó. Nếu như mà đủ mạnh đó nha là mình sẽ đo bồi nát đấy, thử nha. Ô được xây da nên ơi, ngon. Được xây da, ok. Ồ, có sẵn Suyu luôn nè, rồi bỏ vào luôn nha. Có Leona, có Brom luôn nè mọi người ơi. Chắc là sẽ bán con Silas luôn đi, bỏ Leona vào nè. Vừa kích được Hộ Pháp, Huyễn Long, Kỵ Sĩ với lại là Ban Hộ luôn. Rồi cái con Aphelios kia mà nó thay được bằng cái con Tàu Quýt á thì đúng là hết nước chấm thiệt. Xoay một phát sang cái form bài xây da Ban Hộ Carry luôn. Đây, nâng cấp đội hình rất là uy tín luôn đúng không? Từ tướng 3 vàng 2 sao Carry vút một phát thành tướng 4 vàng 2 sao, một cái form bài xây da Ban Hội luôn luôn đứng top meta và hai chuẩn bị lớn luôn rồi, vô cực với lại là huyết kiếm nha. Tầm này muốn thua là cũng hơi khó đấy, tại vì trước đó là mình cũng đã thắng hai trận liên tục rồi nha. Rồi ơi, ông này cũng đâu phải là dạng vừa đâu, ông cũng có sơm ở level 6 luôn kìa, à mà thế. Rồi hai cái lõi đầu tiên á là lõi bạc nên chắc chắn luôn cái lõi thứ ba sẽ là lõi vàng hoặc là cái lõi kim cương nha. Mình vẫn đang chờ thử xem cái lõi thứ ba nè, Điểu Rồng Thần bậc 1 với là bậc 2 nha, để đi săn đồ ánh sáng á nha mọi người. Anh em đưa ra cho mình rất là nhiều combo ý tưởng đồ ánh sáng như là vô cực găng bó thạch, rồi hai mũ thủy, rồi những combo như là thánh kiếm man em mune, rồi đi chung với blue ánh sáng á. Nói chung là nhiều lắm, mình làm không sợ luôn, nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng, tại vì đây cũng là cái phiên bản cuối mùa rồi. Khi mà nó hết đó thì mình sẽ không bao giờ chơi lại được cái phiên bản này nữa. Và mọi người cũng hỏi mình là chừng nào cập nhật phiên bản mùa 8 ở server Việt Nam, thì mình xin trả lời luôn nha, là ngày 9 tháng 12 nó sẽ về server Việt Nam. Còn ngày 8 tháng 12 á, nó sẽ về ở những cái phiên bản nước ngoài, những cái server khác như là NA, EU hoặc là server Ocean, những cái server được Riot quản lý nha mọi người. Còn server Gana của mình á, thì vẫn là do Gana quản lý sang đầu năm sau thì nó bắt đầu gọi là chuyển giao server nha. Và server của điện thoại, mobile các kiểu nó cũng vậy á, là ngày 8 luôn nha mọi người. Tại vì cái đó là cũng là do Riot quản lý mà. Rồi xây ra nó bắn kìa, ác chưa, mà vẫn thua. Wow, hôm nay xài tiền ác thế nhờ. Cái phơm bà của mình nó cũng mạnh mà ta, nó phải là yếu đâu mà sao thua được giờ. Mình mới bán con Aphelios đó để mình bỏ virus vào cái xài tiền luôn, mà thay được tàu quýt là ngon mà không sao. Có xài tiền xài được rồi, có thì vàng cái nên lấy luôn. Ủa, chưa kịp hỏi luôn mọi người ơi. Mới thấy rồi chưa kịp hỏi luôn á, mất luôn cái thì vàng rồi. Đánh đấm nữa. Thôi lấy cái cung gỗ về nha. Xây da này mình không có cuồng đao á, mình thấy nó bắn khá là tù, nên thôi ráng lấy cho nó cái cuồng đao đi. Mọi người nếu như mà xem thấy hay hãy đừng quên để lại một like để cái kênh cũng như là bấm cái chuông nha, để nhận thông báo mới nhất, động lực phải gọi là cực kỳ lớn luôn á. Lịch đăng video của mình sẽ là từ 2 đến 3 cái một ngày nha. Nó sẽ tùy vào sức khỏe cũng như là cái lượng video mà mình quay được. Mong mọi người ủng hộ cho mình nha. Anh em có thể bỏ ra vài giây và ủng hộ mình một cách hoàn toàn miễn phí luôn bằng cách like với lại là đăng ký kênh, động lực siêu lớn luôn á. Và mình cũng đã để hoàn toàn thông tin của mình ở phía dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận nha. Từ Facebook cá nhân, từ Gmail, rồi những cái group nè, fanpage nè, mọi người có thể theo dõi thêm á. Cảm ơn anh em nhiều. Đây, bây giờ mình sẽ tích tiền và lên level 8, level 9 cái đi. Tầm này mới level 6 à. Nhưng mà không cần làm gì nhiều, các form bài của mình nó cũng tự mạnh nha mọi người. Bỏ Brom ra, bỏ Tàu Quýt vào, kích 3 xà tiễn và thêm Ban Hội nữa. Bây giờ mình lên cấp mà có thêm con Hecarim là Rakan thì ok, bú luôn. Anh em xà tiễn ác quá, 3 sao
hơi bị nhiều nha. Ông này sẽ cách nơi sắp 3 và lại sắp 3 đang nuôi Kavarush và lại lúc 3 nữa. Tham Lam nè. Rồi một round nữa mình sẽ biết cái trận này Điều Ước Rồng Thần nó sẽ là cái gì. Mong là nó ngon ngon tí anh em ơi. Mình vẫn đang đi săn gọi là 3 độ ánh sáng hoặc là 4 độ ánh sáng ở trong cùng một trận đấu luôn á. Nhưng mà cái đó là phải nhân phẩm lắm, kiểu như là ra lõi nè, xong rồi ra Điều Ước Rồng Thần phải gọi là hai cái ánh sáng ở trong cùng một trận đấu á. Hoặc là nếu như mọi người hơn đó nha thì vẫn có tỷ lệ một cái Điều Ước Rồng Thần ánh sáng á nó ra cho mọi người là hai trang bị ánh sáng luôn. Mình đã từng được rồi nha, chứ không phải là không được, mà tỷ lệ rất là thấp. Hoặc là nếu mà Điều Ước Rồng Thần bật vàng ấy nha mọi người á, nó thường ra ấn nè, nó thường ra trang bị thần thoại của on nè, thì nếu như mọi người hơn á thì nó vẫn ra được trang bị ánh sáng như bình thường thôi, nhưng mà tỷ lệ phải gọi là cực kỳ hiếm luôn á. Mình chơi 100 trận chắc là gặp được tầm 1 đến 2 trận là cùng thật đó nha. Đây, tiếp tục xây dựng cái chủ thắng nào. Nãy giờ thu hơi nhiều rồi đấy. Mọi người nếu như mà có góp ý gì về cách mình bình luận chơi game hoặc là làm video á, hãy cứ góp ý ở phía dưới nha, để mình có thể biết được mình sai đâu và khắc phục ở những cái điểm nào. Ây da, Điều Ước Rồng Thần bật bạc nha mọi người. Ồ, có gậy luôn hả? Lấy luôn đi. Vừa có gậy mà vừa có găng luôn, vừa có cuồng đao cho Saiya. Rồi thêm một cái trang bị lớn cho con tăng cơ nữa. Rồi, nhưng mà nó ram đung ra đồ hơi kỳ á. Có Rakan nè, tức là sẽ bán hai con này đi, bỏ hết cả Rim với lại là Rakan vào, kích cuồng long với lại là xạ tiễn, ban hội hộ pháp nữa, khá là ngon, hợp lý luôn. Đây, cái phơm bài này mà còn thua được nữa thì thôi đó, 4 vàng 2 sao, cực kỳ sớm luôn rồi. Mình đã làm rất là nhiều siêu phẩm đối với cái lỗi xây và tự động này nha mọi người ạ. Là 5 vàng 2 sao level 5, 5 vàng 2 sao level 6, cũng như là 8 vàng 2 sao level 5 level 6 luôn á nha. Mọi người không tin đó thì có thể lên xem lại những cái video mà mình đã đăng nha. Hoặc là 4 vàng 3 sao tại level 5 ngay ra 3.2 nha, toàn là siêu phẩm cả. Và anh nếu mà thấy dạo này mình bình luận có hơi ngu ngơ, chơi có hơi ngốc nghếch một tí thì cũng mong anh em thông cảm và bỏ qua giúp mình nha. Tại vì dạo này chơi game nó hơi nhiều anh em ơi, một ngày mình chơi gần chục tiếng và mình phải làm việc với cái cường độ cao á, nên mong anh em thông cảm và bỏ qua giúp mình nha. Tại vì gần cuối mùa rồi, mình cũng đang muốn săn nốt những cái siêu phẩm cho mọi người xem. Thật sự là chỉ có những phiên bản cuối mùa như này thì mình mới bung tỏa được hết cái sức sáng tạo của mình nha. Chứ tầm mùa 7 á thì anh em nhớ đi, mùa 7 nha, là không có Điều Ước Rồng Thần. Sang mùa 7.5 á thì mới có, và cuối phiên bản mùa 7.5 này mới có hai Điều Ước Rồng Thần. Đây là một cái cơ hội giúp cho mình làm những cái ý tưởng của mọi người một cách dễ dàng hơn nữa, nên mình phải tận dụng thôi. Lỗi thứ ba, ai da, lỗi vàng anh em ơi, là cái tên bạc nha, tên bạc ngon nè. Đòn đánh của tướng xạ tuyển đặt một cộng dồn lên mục tiêu trong 5 giây, xong rồi càng bắn á nó sẽ gây sát thương chuẩn nè, xong rồi thêm phần chấm máu nữa, ngon. Vừa có diệt khổng lồ xong rồi thêm đam nữa, tội gì mà không lấy. Cái phơm bài của mình đang chơi cái bài say dây carry mà ba xạ tiễn luôn, hợp lý rồi đấy. Đang top 1 và 82 máu nha, chủ thắng 3 trận, ráng chủ thắng 5 trận đi, được thêm 3 vàng tiền lại mỗi round là hợp lý luôn. Trận này vì mình không có cần xài quá là nhiều tiền để mà roll tướng cũng như là mua tướng á, mình nâng cấp lên mà. Nên hiện tại là level 7, mình còn hơn 75 vàng ở ngay ra 4.2. Nên chắc là mình sẽ lên được level 9 với một cái lượng vàng mình nghĩ là cũng khá là đáng kể đấy. Thật. Hôm nay là phong bài Mâm Mâm Pháp Sư Carry, 7 Pháp Sư luôn, có trái tim Pháp Sư luôn kìa. Lúc đầu hình như là ông này muốn chơi xạ tiễn nhưng mà xoay sang xoay lại sao mà Pháp Sư luôn. Mình xin nào, ok. Và khi mà về mùa 8 và server Việt Nam thì chắc chắn rồi mình sẽ luôn luôn cập nhật những cái thông tin về meta mới nhất để cho mọi người leo răng nha. Anh em có thể theo dõi trên fanpage Biostergy viết tắt đối với chân lý của mình đó ha. Hoặc là có thể theo dõi kênh YouTube này luôn. Chắc chắn là về server Việt Nam thì mình sẽ đăng meta liên tục luôn ở những ngày đầu mùa để cho mọi người theo dõi và leo răng một cách ổn định nhất nha. Với lại là kênh của mình là hướng dẫn cơ bản, là giúp cho những cái bạn nào mà không biết chơi hoặc là mới biết tới đó cho chân lý á, và không biết những cái form bài này đang mạnh, thì mình sẽ là người dẫn dắt một cách rất là đúng hướng nha.
hướng dẫn những cái cơ bản nhất, cách xếp bài, xếp đồ hình, biểu tướng như nào và xếp đồ luôn. Và ước mơ của mình đó chính là 1 triệu sub. Đấy, mong anh em sẽ cùng đồng hành với mình ở trên con đường này. Trời ơi, Sajay đã bắn ác chưa? Đúng là thêm cái quả lõi vàng tên bạc thế này thì Sajay đã bắn không trượt phát nào. Hợp lý. Trận này có vẻ như là điểu rồng thần bậc 1, bậc 2, chắc là bậc bạc hết luôn đó mọi người. Thấy cái điểm rồi đó. Có thì vàng tiếp tục nè, có bạch, có Yasuo luôn. Tầm này mà húp được con bạch kia là hết nước chấm nha. Mình ra đợt cuối cùng nha mọi người. Mình ra đợt cuối cùng luôn á, còn đúng mình đó. Mình mới được ra. Tại vì ông top kia ông eo. Úi dồi, không ai lấy bạc luôn hả? Không ai lấy luôn. Thế thôi thì mình xin vậy. Tại vì bạc này nó cũng là một cái nhân tố quan trọng ở cho cái phơm bài mà mình đang chơi. Nó vừa kích ban hội, nó vừa kích bí ẩn. Và cái quan trọng nhất đó, nó tăng tỷ lệ rôn tướng ở tầm ra 4 chấm mà mọi người có bạc đó nha, là cực kỳ sớm. Tại vì từ ra 4 chấm tới ra 6 chấm, 7 chấm á, thì ít nhất là phải gần 10 trận nữa. Mà một trận anh em tính tương đương là tầm 1.5 tới 2 cái chuông đi, thì mọi người sẽ tăng được tầm 6 đến 7% khi mà về cuối trận, nếu như mà bỏ bạc này vào sớm. Là tương đương với một level luôn đó. Level 8, mọi người có tỷ lệ rôn tướng ở level 9. Đấy, kiểu kiểu vậy ha. Còn nếu anh em nào mà chưa có phơm bài pháp sư mà có ấn pháp sư nữa cho con bạch này vào á, thì nó sẽ là gấp đôi lên với tầm 10%. Kinh khủng không? Nghe thôi là cũng đã rén rồi. Ây da, Seiya bị bắt rồi. Cú Seiya kìa, làm chón. Ok, hợp lý quá anh em ơi. Bạch với lại Hecarim cover ác quá. Sát thủ bay vào bắt đúng không? Hecarim xả một đường, siêu hỗn sợ đối phương, bạch quăng chón, bùm, Seiya hút máu lại, lọt kèo luôn. Ngon nhờ. Và để có rất là nhiều ý tưởng của mọi người đưa ra cho mình là mình đã thực hiện rồi nha. Như là Hecarim pháp sư nè, rồi nói chung là cực kỳ nhiều luôn á. Mà anh em cứ vẫn comment á, có thể là mọi người mới xem mình và chưa biết tới comment, hoặc là những cái video đó, nó chưa được đề xuất đối với mọi người. Thì anh em có thể lên YouTube search tên là Bustegi, cộng kèm với những cái tên thử thách, ý tưởng mà mọi người muốn xem nha, là nó sẽ ra hết thôi. Còn nếu như mà search không ra thì mình chưa làm. Chưa làm thôi. Mình vẫn đang làm nè. Mọi người có thể để ý là những cái ngày cuối mùa như này là tần suất đăng video của mình nó tăng lên á. Mình đang muốn cày cuốc nốt cái ngày này để đón Tết mà anh em. Sắp Tết rồi, còn hơn tháng nữa thôi. Trời ơi, Seiya bắn theo phần trăm máu. Dù là tướng 3 sao châu cỡ nào thì vẫn bắn được thôi nha. Đấy. Ông này 3 sao hơi bị nhiều luôn á. Vừa lúc Nida, Skarner và La Varus sắp 3 luôn. Và cả hai cái loại chiến lợi phẩm. Hơn là mình được cái phần bắn theo phần trăm máu. Ây da, tôi biết ngay mà. Thấy cái mùi rồi anh em ơi. Bật bạc tiếp nè. Ok, không sao. Mình đang muốn kiếm đồ tăng á nha. Gậy đại bác thì hơi cùi, không đập đồ. Cái này thì tạm được anh em ơi, lấy luôn nha. Cái quan trọng nhất á là nó có đồ tăng rất là nhiều. Cái quan trọng thứ hai á là nó có đập đồ nha. Đập đồ này cũng khá là quan trọng đấy, không phải là đùa đâu. Nhưng mà đồ mình lắp đẹp luôn nè. Một cái vuốt rồng, một cái dây chuyền, một cái thông đạo và một cái lốc cho con bạch luôn. Con bạch này mình nhớ không nhầm cái lúc mà mình mang cái găng đo đóng giày đó anh em ơi, cái loại kim cương mà tướng mang vào sẽ được đồ chuẩn á, thì con bạch này mình mang cho nó toàn là lốc, rồi cốc sức mạnh, dây kia, máy chiếu hoặc là sô dinh đó. Tại vì con bạch này là một cái vị tướng thiên về support và cover hơn, nên nó toàn ra những cái trang bị đó thôi. Còn mình chơi bạch đó, mình toàn lắp cho nó mũ thủy. Mũ thủy cuộc đao sô dinh để cho nó mạnh hơn đó nha mọi người. Mỗi người một cách chơi mà. Ui, ông này level 7 và còn hướng nó tận là 50 tiền. Để chơi mà lóc được con mâm luôn, hợp lý. Mà Raikan của mình hiện tại nó đang khá là trâu nha. Khá là khó giết đấy. Bắn nè. Trời ơi, bờ rôm nó ram đâm ra đồ chất chơi con người dơi chưa. Dao điện. Chủ thắng 8 trận rồi nha.
Level 8 mà còn hơn 100 vàng thì ngại ngần gì mà không lên level 9 luôn đi ha. Nếu mà cái lỗi thứ nhất á, nó cho mình cái quả mà hướng tới hồ kết đó, lên level 9 được nhận tới tầng là 45 vàng thì ngon. Trời ơi, cái quả đó mà cái lỗi đó làm tướng 5 vàng với lại là 8 vàng 3 sao nó dễ lắm nha. Tại vì nó tương đương lên level 9 á, anh em nhận được thêm một cái lỗi kim cương đó luôn á. Đây lóc luôn April nè. Úi xời. Bây giờ là level 9 á thì mình sẽ cố gắng chắc là roll tướng 5 vàng 3 sao hoặc là 8 vàng 3 sao đi ạ. Có một cái ý tưởng mà anh em cũng đưa ra cho mình đó mà mình chưa có làm được luôn, mình đã rất là lâu rồi, đó chính là dắt vàng full tướng 7 vàng 3 sao. Mình nghe thôi là mình cũng đã rén rồi á, nó thật. Nghe thôi cũng đã rén rồi nha mọi người, ghê quá. Full tướng 7 vàng 3 sao, anh em biết nhiêu con mà đồ full, khó lắm. Không biết chơi được đâu. Bản này ờ à, đúng rồi, nhắc tới cái thủy long này mình mới nhớ hồi bữa giờ mình vẫn đang săn cái ý tưởng đó chính là làm stat 700 thủy long á. Nhưng mà mình nói thiệt với mọi người luôn á, săn 4-5 ngày liên tục rồi chưa được. Cái lòng mà mình đạt được gần nhất á đó chính là 680 mấy đó, xong mà hết game đúng bực luôn. Nói chung là muốn làm cái 700 stat đó nó cũng không phải là quá khó mà nó cũng không phải là quá dễ. Mọi người phải được độ cơ, giả bộ phải có ấn thủy long từ sớm nè, phải có trái tim thủy long nè, được ra son sớm cũng như là ra những cái trang bị hồn mana như là blue sojin từ đầu game á, spam skill liên tục thì mới ok. Có bạt á, lầm luôn đi. Có dầu y nè, y dust ta, hay là mình thay cái form bài kim long ta, hay là mình bỏ hang bạch vào nè anh em ơi, tăng tỷ lệ hôn tướng gấp đôi Genshin để làm gì, để ít đôi lên làm gì. Đây nếu như mà bỏ hang bạch ra thì mình sẽ được nếu như mà hai con bạch nó đều không chết nha thì được 4 cái chuông mỗi rau đó là tăng 2% tỷ lệ hôn tướng 5 vàng. Wow, nghe ân cưỡng lượng lớn ha. Lại lóc được con sơm nè. Bạn đây bạn, Rakan Châu nha. Ui, hôm nay hên thế, còn đúng một máu nè. Top 2 cháy đó ta. Mình tưởng nãy giờ có một mà mình cháy chứ, hình như là nãy giờ ổng chưa gặp mình hay sao á. Chứ ổng gặp mình thì sao mà dám cháy được gì mọi người ơi. Mình vẫn đang tích tiền nha, để làm chi anh em biết không? Để mình tăng tỷ lệ roll tướng á, xong mình roll một phát luôn cho nó dễ. Chỉ cần lên tỷ lệ roll tướng 5 tiền là 25% đó nha, là mình đang có tỷ lệ roll tướng ở level 10 đó. Level 11 mình nhớ không nhầm là 35%. Rất là cao nha. Trời, hang bạc chón 2 lần. Không biết là con bạc này chón 2 lần á, nó có tăng gấp đôi cái lượng sát thương mà tướng nhận về không ta? Mình chưa thử nha mọi người. Mình vẫn đang khá là thắc mắc đấy. Đây, một phát 4 cái chuông, tăng tỷ lệ ác thật. Tầm này nuôi tướng 8 vàng này hơi khó, chắc là mình sẽ chuyển hướng qua nuôi tướng 5 vàng thôi. Và mình còn toàn là 82 máu nha. Chấp thì được tầm 5 đến 6 ra luôn đó nha mọi người. Cái này là chưa tính tới việc mà mình roll sớm cái Soraka bỏ vào là hồi lên tới 100 máu nữa. Một cái giáp máu à, hợp lý luôn.
22% rồi. Mình roll sương sương nha, để tới nữa nhiều tiền quá roll không kịp. Mình bị gì hoài luôn á anh em. Mình mới rút kinh nghiệm đấy. Đấy, mua tướng 8 vàng cho nó hết tiền đi, cho khỏi roll. Dành tới nữa roll sau. Với lại là bây giờ thua mình cũng chả mất cái gì cả, mất cái chỗ thắng thôi. Đây, ôi dồi, ông này nhìn là biết sợ đó. Lee Sin sắp 3 nhưng mà chưa 3, nếu mà chưa 3 thì chưa sợ. Cái sai sắp 3 luôn. Bờ rum rum đâm ngược ra cái vải đồ chất chơi người dơi thế, giáp máu với lại là thông đạo luôn, hợp lý quá vậy. Free trang bị luôn mọi người. Bắn. Trời, cái tên bạc này đúng là khắc chế cho cái phơm bài nó có nhiều máu hoặc là những cái phơm bài rồng thần đó nha. Nó đặt mũi tên và nó bắn sát tương chuẩn. Ai mà chịu nổi trời. Nhất là con rồng thần đó nha mọi người. Storake vừa mới khen cái trận nãy râm đâm ra đồ đẹp, cái trận này cúp luôn. Rồi, bỏ Soraka vào nha. Nói chung là hồi được nhiêu máu thì nó ráng hồi thôi. Bạch 2 à, lên luôn đi. Tại vì trước sau gì con bạch này mình cũng phải nâng mà. Mình đang nuôi tướng 5 vàng 3 sao nha mọi người. Nên trước sau gì mình cũng phải nâng thôi. Để mất tướng đi. Soraka này bỏ vào tầm 5-6 rau rồi, được thêm mười mấy máu rồi. Mà tầm này thì cũng được thêm một rau đấy. Jesu 2 sao full tăng quậy ác chưa. Đây 24% nè. Rồi tướng level 10 luôn á nha. Không lên được tướng 5 vàng 3 sao nữa thì chịu. Jesu 4 con. Ra nhiều phết bán xây da luôn nha mọi người ơi. Tích tiền lại. Bây giờ mình bắt đầu muốn thua rồi đó. Để mất tướng nè. Bắt đầu chấp được đó nha. Ổng còn có 32 máu à. Chấp từ bây giờ là ok rồi. Sợ chấp một tí nữa ít quá thì không được. Ôi Soraka 2 ngon thế. Ôi Zoe 2 luôn hả. Hợp lý. Đây cái phần mà của mình nó yếu hẳn rồi nha mọi người ơi. Tại vì nó không có còn đam nữa. Đồ mình không lắp luôn. Mà với tướng 5 vàng 2 sao nhiều như này chắc là mình cũng sẽ thua sương sương thôi. Chứ không phải thua quá nhiều đâu. Có khi thắng luôn á chứ. Phạm gì ta, có khi thắng luôn á nha mọi người. Ông này có đồ xăm lắp trời. Rally. Ok, vẫn thua. Ôi từ từ nha. Vẫn thắng hay sao quá nè. Ôi thua. Sổ thua đẹp luôn, thua đúng có hai con. Ngon. Soraka bạt. Thôi lấy đi, trước sau gì mình cũng nâng cả hai con. Lấy con này cũng được. Terra 2 à. Nâng luôn cho em nó. Như mình đã nói á, thì cái trận này nuôi tướng 8 vàng 3 sao nó hơi bị khoai. Tại vì cái lượng tiền nuôi nó cũng đã rất là cao rồi. Mình nhìn không nhầm thì ông kia sắp Silas 3 rồi thì phải. Silas 6 con luôn, ghê gớm. Ủa lên nào. Hồi nãy là xém thắng luôn đúng không? Bây giờ thua đây. Bây giờ thua đi. Cái thắng nha.
Ok, thua đẹp tiếp nè. Hợp lý, hợp lý. Nãy giờ chấp thì cũng được khá khá chọn đó nha mọi người ơi. Mà mình còn tận là 49 máu luôn. Và mình đã bán bớt rồng rồi, bán Savannah, bán ao xin các kiểu để nuôi tướng 5 vàng. Hiện tại là mình đang có ui 6 bạc nè, ngon chưa? 7 Soraka nè mọi người ơi. Yasuo 7 con luôn nè, 8 Yasuo rồi nha, 8 Soraka nè, Zoe nè. Wow, từ 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 từ. Còn dài anh em ơi, còn dài anh em ơi. Khỏi phải lo, từ từ nha. Trận này mình lo được chứ. Soraka sắp 3, Soraka 8 con, Yasuo 8 con, Bạch 6, 7 con rồi, Zoe cũng 5 con rồi, 6 con nè. Mình phải roll sớm một tí, sợ nên roll không có kịp á. Chỗ tỷ lệ roll tướng của mình đang là 29%. Nếu mà lên được 34% á, là tỷ lệ roll tướng ở level 11 luôn á. Hàng chưa roll 5 vàng dễ vãi. Roll toàn ra 5 vàng cũng phải là 4 vàng, 8 vàng không. Ê, thắng hả? Oh shit. Mới lắp đồ con tí mà thắng luôn kìa. Uầy. Mà ông này có đồ sao ông lắp nhờ. 32%. Một round lên tận 34% luôn. Chấp chọn ở đây anh em. Bỏ bớt Yasuo ra nha. 52 máu phải chấp được tầm 2 trận nữa. Mà sợ 2 trận nữa thì nó lại hơi xui lắm anh em. 2 trận nữa thì nó hơi xui lắm. Đây, Soraka 8 con, Bạch 8 con, Zoe 7 con. Hoài hoài hoài, mỗi con chỉ cần đúng một con thôi. Zoe thì 2 con. Mình sợ là không phải là mình roll không ra, mà mình roll ra rồi mình không có đủ tiền mua một con 5 vàng. Mà anh em nhìn vàng của mình nè, nó khác gì nghèo vãi đái ra. Ui, ra 7 chấm trừ máu ác quá vậy. Ui, Soraka ngon. Từ từ nha, thêm một round nữa nha mọi người. Hiện tại là mình đang còn 29 máu. Soraka hồi 3 máu là 32 máu, đúng không? Và 32 máu tầm round này với ổng tầm level 7 hoặc level 8 á. Nếu như mà thắng nguyên sàn mình thì vẫn chưa chết được một con trừ 2 máu. 7 x 4, 7 x 2, 14, 14 trừ cho thêm 15 máu ở tầm ra 7 chấm nữa là mát lắm á nha mọi người ơi, là 29 máu. Không biết mình tính như vậy là chuẩn chưa. Mà mình sẽ còn dư ít nhất là 3 đến 2 máu, từ 2 đến 3 máu. Trừ khi ông thắng nguyên sàn nha. Trời ơi, 37% mọi người à. Ồ, còn 5 máu luôn à, dư xăng thế. Có bạch nè. Yasuo mình 3 rồi, làm bạch nha. Đây, Soraka 3, bạch 3 luôn. Còn Zoe đúng còn một con nữa. Wow. Một con Zoe nữa nào, come on. Roll phải là phải ra nha. Phải ra. Không ra là mình không đủ tiền luôn. Bây giờ mình không còn đủ tiền nữa mà chấp luôn á nha mọi người. Ở đây rồi, mẹ tốn. Thiếu 2 vàng anh em à. Thiếu đúng 2 vàng. Roll ra đó nhưng mà không có đủ tiền mua. Mình tính là bỏ tướng vào để cho Soraka nó hồi máu xong rồi chấp qua chấp lại á. Xong rồi mình sẽ đợi thêm vài round nữa rồi mình bắt đầu mua. Mà người tính không bằng trời tính anh em ơi. Không đủ tiền cũng như là không đủ máu nữa. Nhưng mà cũng tính ra là cũng được 4 con rồi đấy. Lại chấm hỏi rồi, cái gì đâu mà chấm hỏi. Quá là bình thường. Anh em nào xem kênh Bill Sagi nhiều sẽ biết. Cái này là mình lên hàng ngày. Mạng cái đôi nhãn chưa. Ok, về GG tất cả mọi người nha. Và tạm biệt anh em. Bye bye.